Giới thiệu tập trước. Tập hôm trước, Jimmy đã bị bắt bởi bọn lính của tên anh trai ác quỷ mà Leo đang đặt niềm tin vào hắn ta rất là nhiều. Nhưng trong tập đó, hắn ta đã lập ra kế hoạch bắt Jimmy và để cho đứa con của quỷ bắt gặp được. Đứa con của quỷ không thể nào chịu được khi thấy cảnh mẹ mình như vậy, liền lập tức bật sức mạnh lên và đã tiêu diệt hết bọn đó. Và đứa con của quỷ tức giận nhưng được hắn ta đã cứu chữa để lấy được sự lòng tin của đứa con của quỷ. Nhưng mà Leo lúc này đã đặt niềm tin càng ngày càng nhiều hơn cho ông ta. Vào cảnh đó, Leo đã càng ngày lại càng to hơn và lớn hơn rất là nhiều. Và hắn ta có một cuộc gặp mặt với cô gái đó, cô gái mà lính của hắn, và đưa cho một nhiệm vụ khó khăn. Lâu quá không nhập, không gặp nhờ. Chào đại ca. Chào, lâu quá không gặp. Hôm nay ta có một chuyện muốn nhờ nghỉ người đây. Từ cái vụ việc trước ta đã tạm thời ẩn trốn ở đây rất là lâu rồi, chán quá không biết. Nhưng mà hôm nay anh đến đây, anh đã giúp cho ta đỡ cô đơn một chút rồi đấy. Không phải ta đến đây chỉ để chơi đùa với người đâu. Ta phải cần nhờ ngươi một chuyện này, cũng khá là quan trọng đó. Không biết ngươi có nhận làm được không? Ok được rồi, có chuyện gì nói đi. Ta cần ngươi giết một người. Lại giết một người nữa hả? Nhưng mà ai đã làm ông phải để mắt tới vậy? Ai thì ngươi không cần biết. Mục đích ta muốn giết nó là tại vì ta hết giá trị lợi dụng, và ta sợ nó làm lộ hết tất cả những cái kế hoạch của ta. Lần này ngươi chỉ cần lại giết cô ta thôi, còn thằng đó cứ mặc kệ nó. Nếu mà ngươi muốn thì ngươi có thể giết luôn thằng đó cũng được. Còn thì ta cần giết con nhỏ đó thôi, được chứ? Ok, được rồi, tôi sẽ nhận vụ này. Rồi, khá lắm. Vậy thì ta có gì nói với ngươi sau. Ta đi đây. Các ngươi đã tập hợp đầy đủ hết chưa? Dạ thưa chủ nhân, chúng tôi đã tập hợp đầy đủ. Hôm nay ngài có chuyện gì mà triệu tập chúng tôi lại vậy? Hôm nay ta có một nhiệm vụ giao cho các ngươi. Ta đã dựng sẵn một cái binh bố trận rồi. Các ngươi chỉ việc tới đó mà tiêu diệt cái người mà các ngươi phải cần tiêu diệt. Các ngươi đã hiểu ý ta nói chưa? Dạ thưa sếp, chúng tôi sẽ nhận lệnh. Được rồi, các ngươi làm tốt lắm. Để ta coi lần này ngươi có thác được nữa không. Ha 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 ha.
Được rồi, bây giờ các ngươi hãy theo kế hoạch của ta mà làm. Còn bây giờ thì ta bận phải đi đây. Trời ơi Leo, con đứng lại coi, con biết đường không mà con đi dữ vậy? Tụi nó đã đi đâu bảy rồi, bây giờ thì bắt đầu kế hoạch thôi. Ồ mama, cái chợ mua sắm quần áo đâu rồi? Bây giờ con thấy bộ đồ này chật quá à. Trời ơi, tới tận nơi rồi, cái chỗ này nè, là cái chỗ mà mama với ba hồi đó hay đi mua quần áo á. Thôi bây giờ vô mua nhanh đi rồi mình còn đi cứu ba nữa con. Thôi vô mama. Bây giờ thì kế hoạch bắt đầu nào. Wow, mama ở đây có nhiều đồ để cho con mặc quá à. Rồi khoan, mình phải đi lấy xe đẩy rồi mình mới mua được đồ con. Đi, xe đẩy. Xe đẩy dùng đây làm gì vậy mama? Mình đi siêu thị là mình phải lấy xe đẩy, con hiểu không? Để mình đựng đồ chứ tay đâu mà xách nổi. Chứ cái quy định của siêu thị là mình phải cầm xe đẩy rồi. Vậy mình xách xe đẩy vô, mình mua đồ để mình... Xong rồi mình mặc đồ thôi. Mama, ủa sao có tiếng bể cửa gì vậy mama? Ủa chuyện gì vậy? Đâu mình đi lại đẳng coi thử đi vô. Có chuyện gì vậy? Mama, lưu lại. Mama, lưu lại. Hả? Leo, có chuyện gì vậy con? Mama không được rồi, mama bây giờ đi trốn đi. Tụi nó, con bây giờ con sẽ đánh với tụi nó. Được rồi, mama hiểu rồi. Ôi, chúng ta lại gặp lại nhau nữa rồi, phải không hả Leo? Thì nha, chính là cô đã dàn dựng tất cả mọi chuyện này đúng không? Mày khá lắm thằng nhóc, mày đoán đúng rồi đó. Như vậy thì cô đừng có trách tại sao tôi lại ác với cô. Cô đã tấn công mẹ tôi. Không những thế, con còn xích đưa giết mẹ tôi rồi. Bây giờ được lắm. Ngươi còn muốn khoan cái gì nữa hả? Tôi muốn nói với anh điều này.
Hả? Hả? Lại một tên nào nữa đây? Người không còn biết ta là ai. Hả? Cô, hãy nói đi. Đây có phải là đồng minh của cô không? Không, không, không. Tôi không biết anh ta là ai. Tôi thề với cậu đó, Leo. Thật sự tôi không biết anh ta là ai hết. Vậy, anh ta là ai? Anh muốn gì? Ta đến đây không phải để làm gì cậu đâu cậu bé. Ta đến đây để giết con nhỏ đó. Hả? Ủa, vậy mọi chuyện là sao? Ta biết ngay mà. Chính hắn ta là người kêu người tới đây đúng không? Hả? Hắn ta? Hắn ta là sao? Cô định nói với tôi chuyện gì? Dạ. Cô có sao không? Hắn ta không muốn tôi nói ra đó. Hả? Bộ có chuyện gì không sao? Cô hãy nói lẹ đi. Thật ra mọi chuyện là do... Ngươi cầm mồm. Hả? Lúc cô... Thì ngươi là ai? Rồi ngươi muốn gì hả ta? Tại sao ngươi lại giết cô ta? Ngươi hỏi nhiều quá rồi đó. Leo, giết nó đi. Lên đi, tao chấp cả hai.